Hello, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc nha. Và lời nói đầu tiên xin Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thú vị và thư giãn khi xem những clip kể chuyện của em nha. Bữa hôm nay em có một cái chủ đề khá là thú vị về cô Út và cháu trai. Cô Út bốc lửa đang tắm mà quên đóng cửa, chàng cháu trai lực lưỡng lén lút vào trong và cái kết ta nói bá đạo luôn. Thì mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện của em nha. Thì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết trơn trọi. Con dâu, bố chồng, mẹ, vợ, con rể. Và bây giờ là câu chuyện cô Út bốc lửa và chàng cháu trai này ra làm sao ha. Ở Việt Nam mình thì hay có một cái cách gọi là cái phong tục hay làm sao đó. Thì cô rồi sống chung với lại ba mẹ chồng, rồi sống chung cô, rồi cô Út, rồi chú Út, rồi tùm lum tập la trong một gia đình thì sống rất là nhiều người trong một thành viên. Đó, thành thử ra là cái chuyện mà ngày hôm nay á, là Ngọc nghĩ rằng nó đã từng xảy ra trong rất là nhiều trường hợp rồi. Nhưng mà có cái là rất là ít người chia sẻ những câu chuyện sống động này. Và đây là cái câu chuyện có thật nha mọi người. Từ chính miệng của một cái người bạn của Ngọc à, thì còn gọi là người bạn này cũng chơi rất là thân với Ngọc, kể cho Ngọc nghe. Thì Ngọc thấy rằng nó hay, nó thú vị, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ với các bạn ở đây cho nhiều người cùng xem, để có giống như là có những giây phút thư giãn khi xem cái clip này của Ngọc vậy đó. Thì cái câu chuyện có nội dung như sau. Thì có một cái cô Út này là cổ rất là đẹp mà cổ không có chồng. Cổ lại có ngoại hình rất là bốc lửa, bao nhiêu chàng trai mơ ước được cưới cổ làm vợ. Và cổ học cao dữ lắm nha, cổ học tới bác sĩ luôn đó chứ không dẫn chơi đâu. Nhưng mà cổ vẫn không có chồng, bởi vì má của cổ rất là khó ha. Khi mà gia đình có của mà, có của, có tiền, có bạc, mà sợ rằng nếu mà con gái của mình mà quen không đúng người vô, rồi gặp cái người mà anh chàng họ sở tên Khanh, thạch xanh thì sẽ ít, lý thông thì nhiều đó, dạng vậy đó. Cho nên là cứ sợ riết cái cô con gái mình, riết rồi lớn tuổi hồi nào cũng hay, rồi cổ cũng không có chồng luôn. Năm 60 tuổi mà cổ cũng không lấy chồng được, rất là đáng tiếc cho một cái tuổi trẻ. Trời ơi, không có chồng tao nó khổ lắm, buồn lắm. Nhưng mà tại sao lại cổ lại chọn cuộc sống như vậy? Tại vì cổ lại quá nghe lời má của cổ, cho nên là cổ vẫn ở vậy luôn. Cho đến một ngày thì cái anh chàng cháu trai này, ảnh ở xa ảnh đến nha. Thường thường là cô Út rồi ở chung với bà nội. Rồi cái anh chàng cháu trai này ảnh đi 10.000 km nha mọi người. Ảnh bên nước ngoài, ảnh về Việt Nam để ảnh thăm bên gia đình, bên nội. Thì tình cờ ảnh đi về như vậy thì ảnh cũng không có chuẩn bị gì trước hết trơn hết trọi. Thì ảnh nghĩ là về Việt Nam là để nhớ gặp lại những người thân yêu của mình thôi. Thì khi ảnh về như vậy thì bất thình lình ảnh cũng tạo cái sự bất ngờ cho nhiều người trong nhà. Đó, thì đôi khi là cái sự xuất hiện của ảnh cũng khiến cho nhiều người rất là vui. Nhưng mà khi mà ảnh sống ở đó thì được vài ngày thì họ không có quen với lại cái sự có mặt của ảnh. Nhiều khi người ta quên mất là sự hiện diện của ảnh. Và cái tình tiết câu chuyện này nó giống như trong phim vậy đó. Mời mọi người cùng lắng nghe, nó đầy kịch tính luôn. Thì bắt đầu là cho đến một ngày nọ là một cái buổi chiều ha. Buổi chiều buồn buồn thì thường thường đó là cái anh chàng cháu trai này lại muốn đi đâu đó để mà đi nhậu với bạn, tìm lại những cái người bạn hồi lúc trước đó, hay là những cái người thân hồi lúc trước để mà cùng nhau đi nhậu vài cốc bia. Và trong nhà thì chỉ có một mình bà nội thôi. Bà nội thì bà lại lớn tuổi rồi, bà đi ngủ sớm lắm, cho nên là cái câu Út này nè, cổ lại ở với bà nội. Mà khi mà buổi chiều rồi đến buổi tối mà cái chàng cháu trai này cũng muốn về, thì anh chàng cháu trai mới điện thoại về nói là cố ơi, bây giờ con không có về được, con á là mắc nhậu với mấy bạn rồi, chắc khuya lắm con mới về đó. Thì bắt đầu là cô Út mới nói vậy thôi con cứ đi chơi với bạn đi, chừng nào về cũng được, con nói vậy để cô Út yên tâm. Bắt đầu là cái bà cô Út này nè, buổi tối là bà lại có thói quen là bà phải đi tắm trước, đi khi đi ngủ bà mới chịu, chứ mà bà tắm, bà không có tắm thì bà thấy nóng nực lắm cho nên bà ngủ không có được. Đó, thì bà cũng chuẩn bị quần áo sẵn sàng để đi tắm, xà bông gội đầu, khăn tắm, dầu gội đầu, đồ đàng hoàng, rồi vô nhà tắm. Bắt đầu bà mới dội cái dồi sen để bà tắm thì rất là mát ha. Thì trong khi bà đang tắm như vậy thì bắt đầu là bà nghe thấy một cái tiếng động xoảng một cái. Cái bà mới nói trời, mình rõ ràng mình mới nghe cái tiếng gì kỳ quá. Bà mới tắt dồi nước thì bà mới mở cái cửa phòng tắm của bà ra, bà nhìn qua nhìn lại thì bà không thấy ai hết trơn trời á. Cái bắt đầu bà nói trời ơi, bà nội thì bà ngủ rồi, mà bà nội lớn tuổi rồi, thì bà cô Út 60 thì bà nội cũng phải 95-100 tuổi, mà bây giờ là trong nhà đó không có người, mà tại sao lại có một cái âm thanh lớn kêu cái sảng như vậy. Thì bắt đầu là cái bà cô Út này bà mới thụt cái đầu quá vô,
Rồi bà tiếp tục bà tắm. Bà tắm xong một hồi nữa thì bà nói trời ơi, sao kỳ ta, trong nhà mình không lẽ ai có ăn trộm hay sao mà có cái âm thanh kỳ ta. Cái bà đầu bà cũng hoang mang, bà lo sợ, sợ thứ nhất là ăn trộm nó vô nhà nó cướp sắt cướp tiền, còn nếu không á là nó sẽ làm này làm kia mình đó. Rồi một hồi nữa bà sẽ sợ cái điều thứ hai đó là bà sợ ma. Cái bà mới lo bà tắm lẹ lẹ đi, tại còn đi ra nữa, tại vì sợ quá lỡ có chuyện gì xảy ra, mình đang trong nhà tắm mình đâu có gì để mình phòng vệ, không có cái điện thoại đây nữa. Cái bắt đầu bà lại đang tắm như vậy, bà lại nghe cái âm thanh cái sảng một cái nữa. Thì bắt đầu kỳ này là bà xác định luôn đó là người chứ không phải ai hết trơn. Bà phải đưa cái mặt bà ra, bà dòm qua nhìn lại, bà cũng không thấy ai hết trơn á. Thì bắt đầu là bà mới bước vô bà tắm tiếp tục. Và kỳ này bà quên đóng cửa rồi ha, bà quên đóng cửa rồi, bà quên đóng cửa nhà tắm. Thì bà tiếp tục bà tắm mà bà quên đóng cửa nhà tắm. Thì khi bà tắm như vậy, bà cũng bà đang tắm như vậy, thì bất thình lình thì không biết gì sao nữa, cái anh chàng cháu trai này ảnh lại nhậu với bạn xong, mà bữa nay thằng bạn nó cũng như là nó xỉn quá rồi, nó đón taxi nó về sớm. Cái anh chàng cháu trai này ảnh cũng say khướt rồi, ảnh cũng ráng đón taxi về. Về đến nhà thì mắt đái quá, mắt tè quá, uống bia uống rượu từ chiều giờ mắt đái quá. Bây giờ ảnh mới đi vô anh tìm cái toilet. Mà ở Việt Nam mình thì cái toilet nó lại chung với cái nhà cầu, mà cái nhà cầu nó chung với nhà tắm. Thành thử ra ba mà trong một luôn vậy á, dạng vậy, ba trong một luôn. Thành thử ra anh này anh mới mon men ảnh đi vô anh tìm cái nhà tắm, cái lối đi nhà tắm là đi thẳng quẹo trái quẹo phải là vô cái nhà tắm. Thì ảnh cũng đang say mắt thì nhấp nhắm mắt mở lem lem gì nè, cũng không thấy đường rõ nữa. Thì ảnh mới đi thẳng vô anh thấy cái toilet mình thì đang sáng đèn, là chính là cái nhà tắm đó. Thì đang sáng đèn thì ảnh mới song song anh đi vô nhà trong đó để anh đi đái đó. Thì bất thình lình trời đồ coi bà cô bà đang ở trong nhà tắm, bà đâu có biết, bà vừa thấy có một cái người đàn ông hay người phụ nữ gì không cần biết, tự nhiên đang có cái bóng người đi vô tấn công, đi tiến vô trong nhà tắm. Bà lật đật bà cầm cây chổi ha, ở trong đó biết sao mà có cây chổi, cái cây mà quét 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 lau lau chùi cây lau nhà đó. Bà mới cầm cái cây lên làm vũ khí duy nhất của bà. Trời đất ơi, bà dơ lên, bà dùng hết sức bình sinh của bà ha. Bà quýnh trời ơi, túi bụi luôn. Ăn trộm hả? Mày ăn trộm hả? Mày chết nè, cho mày chưa? Cho mày chưa? Trời đất ơi, cái anh chàng cháu trai nói: "Ây da, ây da, ây da, ây da, trời ơi, cô ơi, con nè, con chứ không phải ăn trộm." Cái bà cốt bà nói: "Mày xạo hả? Cháu trai tao đâu phải mày, mày ăn trộm hả? Cô ơi, con nè, con nè." Trời ơi, bà cốt bà mới nghe tiếng quen quen, bà mới nói, bà mới giục cái cây chổi xuống, bà nói: "Trời ơi, con hả con?" Trời đất ơi, cốt tưởng đâu là ăn trộm, làm nãy giờ cốt sợ hú hồn luôn rồi, coi mày làm gì mà mày về sớm. Mẹ ông nói cố một tiếng cô ơi, hồi nãy con có điện thoại chưa cô? Trời ơi, con điện thoại mấy tiếng tít mà cốt đâu có bắt máy đâu. Trời ơi, con quýnh cô quá trời, cốt dùng hết sức bình sinh cốt quýnh quá trời quýnh vậy. Trời ơi, nãy giờ cô tưởng ăn trộm, con ơi xin lỗi con nha, trời ơi, con đừng giận cốt nha, trời ơi, cốt sợ quá, cốt đang tắm cốt nghe cái gì mà soảng soảng hai ba lần, cốt nghĩ là trời ơi, ăn trộm, trời đâu có nghĩ là mày đâu. Mọi người thấy ghê không, thấy ghê không? Bà quýnh thằng nhóc là tao nói thấy túi bụi luôn. Thì đây là một cái câu chuyện mà cũng khá là vui à, Ngọc muốn gửi đến cho đại gia đình của mình. Hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút thú vị khi xem cái clip kể chuyện của em ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào, bye bye.